Nga điều động đặc nhiệm Chechnya tới chi viện tại Ukraine. Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết Nga sẽ điều động lực lượng đặc nhiệm Akhmat tinh nhuệ tới Ukraine để chi viện cho tiền tuyến. Hãng tin TASS đưa tin lực lượng đặc nhiệm Akhmat sẽ được triển khai tới Donetsk để giành một số vị trí khu vực đông dân cư tại Donetsk. Theo lãnh đạo Chechnya Kadyrov, các đơn vị Chechnya đã nhận được mệnh lệnh mới để tái triển khai tới Donetsk. Theo mệnh lệnh, các binh sĩ Chechnya sẽ bắt đầu các hoạt động chiến đấu tích cực để giành quyền kiểm soát một số khu vực đông dân cư, ông cho hay. Ông Kadyrov cho hay, đặc nhiệm Chechnya đang chuẩn bị cho hoạt động tác chiến với sự phối hợp từ Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga. Giai đoạn đầu tiên đã được tiến hành trong vài ngày khi chỉ huy của các đơn vị này soạn thảo kế hoạch chiến đấu, đồng thời nhận dữ liệu tình báo mới, nhà lãnh đạo Chechnya nói. Trong ngày 30 tháng 5, sau sự kiện thủ đô Moscow bị 8 UAV tập kích, ông Kadyrov đã kêu gọi Điện Kremlin tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc và sử dụng mọi nguồn lực để chiến đấu với Ukraine. Ông cho rằng cách tiếp cận của Nga với quân đội Ukraine vẫn tương đối nhẹ nhàng, đồng thời kêu gọi chiến lược quyết liệt hơn để đối phó với Kiev trong tương lai. Ông Karirov là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người Hồi giáo, mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga, sau Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị. Hồi tháng 9 năm 2022, ông Karirov thông báo Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm Omon Akmak 1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Theo ông, lực lượng này gồm 2.000 binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ và có lý tưởng. Ông cũng khẳng định con số trên còn có thể tăng thêm vì nhiều người Chechnya bày tỏ mong muốn ra chiến trường. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Kadyrov tiết lộ Chechnya vào thời điểm đó đã đưa tổng cộng 20.000 quân tới Ukraine. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép triển khai binh sĩ Chechnya tới thành phố lớn của Ukraine. Trước đó, ông Kadyrov tuyên bố cho nhà sẵn sàng cử tình nguyện viên đến các vùng chiến sự nguy hiểm nhất ở Ukraine để chiến đấu cùng với quân đội nga. Đáp lại đề nghị này của ông Kadyrov, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin sẽ cân nhắc tất cả các phương án liên quan đến chiến dịch quân sự hiện nay của nga tại Ukraine. Theo ông Peskov. Ông không có quyền bình luận về những câu nói liên quan đến nghệ thuật quân sự. Tổng tư lệnh là Tổng thống Putin sẽ tiếp nhận thông tin, bao gồm cả các đề nghị như vậy. Tổng tư lệnh sẽ quyết định triển khai chiến dịch quân sự như thế nào. Ngày 24 tháng 2, Nga mở màn chiến dịch quân sự tại Ukraine bằng các đợt tấn công chấp nhoáng vào các mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, đà tiến công của Nga đã chậm lại đáng kể so với phải sự kháng cự ngoài dự đoán của quân đội Ukraine. Sau 10 ngày chiến sự, Lực lượng của Nga giành quyền kiểm soát duy nhất thành phố lớn của Ukraine là Kherson ở miền Nam. Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định chiến dịch quân sự của Nga nhằm phi quân sự hóa Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch và các nhiệm vụ mà Moscow đề ra đang được giải quyết thành công. Ramzan Kadyrov là ai? Trong các cánh quân Nga đánh vào lãnh thổ Ukraine, video của kênh truyền hình Novaya Gazeta Moscow có trình chiếu cảnh hàng nghìn binh sĩ Chechen tập hợp Ramzan Kadyrov Nhà lãnh đạo độc tài của nước Cộng hòa đa số là người Hồi giáo ở Caucasus, một thành viên của Liên bang Nga. Cuộc chiến tranh Chechnya hẳn vẫn chưa đi vào quyên lãng với vùng đất Bắc Kaskakus bất ổn, trái ngược với Ukraine. Kaskakus là mảnh đất nghịch thù về đế chế Nga liên tục trong các giai đoạn 1785, 1791, 1922, 1944 và gần đây nhất là vào các năm 1996 và 2009. Ông Putin đã làm gì để bình định được Rony và Chechnya? để hôm nay 12.000 binh sĩ vốn có biệt danh là Kadyrovsky vì lòng trung thành với nhà lãnh đạo của họ đồng lòng dưới lá cờ của Nga. Raymond Kadyrov thông báo về việc triển khai hàng nghìn binh sĩ của mình ở mặt trận Ukraine tuyên bố Tôi muốn đưa một số lời khuyên cho Zelensky, ông ấy phải gọi điện cho Tổng thống của chúng tôi, Tổng tư lệnh tối cao Putin và yêu cầu một lời xin lỗi. Nhà sử học Jean Francisco tóm tắt vai trò của người trung thành với Putin bằng mấy chữ, Kadyrov là kẻ khát bạo lực. Đội quân Kadyrovsky của Raman Kadyrov nổi tiếng hung dữ đã chiến đấu ở Dagestan, nơi cung cấp một lượng lớn binh lính tình nguyện cho nhà nước Hồi giáo IS. Kadyrovsky bị cáo buộc tra tấn và hành quyết dã man dân thường trong quá khứ được gửi đến với lời đe dọa Đừng có chạy, chúng ta muốn thanh toán dứt điểm với chúng mày. Với danh tiếng hung bạo, sự hiện diện quân đội Chechnya là một con ngáo ộp nhằm tạo tâm lý sợ hãi gây ảnh hưởng đến người dân và lực lượng Ukraine. Điện Kremlin duy trì một cách khéo léo con bài này dường như đã khơi dậy nỗi sợ hãi ở một số người Ukraine. Trả lời phóng viên BFMTV ở Kiev, Alice, một cô gái có hai dòng máu Pháp Ukraine nói, Tôi chạy đây, những người Chechnya đang đến, tôi khiếp hãi họ vì tôi biết họ có thể bất chấp tất cả, cô gái giải thích khi đang cố gắng chạy trốn khỏi thủ đô. Sự hiện diện của Kalirotti đã được xác nhận ở một số nơi, lân cận khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, phía bắc thủ đô Kiev và ở Odessa, Chuyên gia tư vấn quốc phòng của BfTV Jerome Pelissiani phân tích người Chechnya nổi tiếng là man dợ cư xử tốt đối với họ là cử đến những người thù địch những kẻ cắt cổ. Lực lượng thợ săn Chechnya trực chờ tham chiến tại Ukraine nguy hiểm như thế nào? Mới đây xuất hiện các hình ảnh về hàng nghìn tay súng đặc nhiệm của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga đang cầu nguyện trong một khu rừng ở Ukraine. Được biết, nước Cộng hòa Chechnya từ nhiều năm nay gắn liền với cái tên vườn ươm khủng bố, nơi trở thành cái nôi sản sinh ra những con chó sói chiến binh được xuất khẩu đi khắp thế giới, từ Ukraine cho đến Iraq, Syria. Một tờ báo Anh dẫn nguồn một kênh Telegram ở Moscow có liên hệ lực lượng an ninh Nga cho biết, nhóm người mà họ được gọi là các thợ săn người Chechnya nói trên đã được phát các bộ bài miêu tả các cá nhân phải bị vô hiệu hóa ở Ukraine. Tờ này cũng lưu ý rằng trước đó Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo mình là mục tiêu số 1, còn gia đình ông là mục tiêu số 2 của những kẻ ám sát đang hoạt động trong thủ đô Kiev. Trong khi đó, RT đã đăng tải tuyên bố của lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Raman Kadyrov cho biết ông và các chiến binh Chechnya ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đồng thời, hãng tin Nga cũng đã đăng tải một video cho thấy khoảng 12.000 tay súng Chechnya đang tập trung tại quảng trường trung tâm của thủ phủ Gronzy. Ông Kadyrov lưu ý rằng lực lượng vũ trang của Cộng hòa Chechnya đang đợi lệnh triển khai của Tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chechnya là nước Cộng hòa thuộc Liên bang Nga có lịch sử không đơn giản khi nằm ở phía Bắc Kapka và luôn phải kháng cự lại thế lực cai trị bên ngoài bắt đầu từ người Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ ở thế kỷ 15. Diện tích Chechnya khá rộng với hơn 16.000 km vuông nhưng dân số chỉ gần 1,4 triệu người. Lịch sử đất nước có những nỗi thăng trầm khi trải qua hai cuộc chiến, Cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất diễn ra từ năm 1994 đến năm 1996 là cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Chechnya, Ikeria. Đỉnh điểm của cuộc chiến là trận tàn phá thủ đô Grozny. Mặc dù quân số áp đảo được sự hỗ trợ của không quân, quân Nga đã cố gắng chiếm quyền kiểm soát khu vực miền núi của Chechnya nhưng không thành công. Năm 1996, chính phủ Tổng thống Nga Boris Yeltsin tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn và hiệp ước hòa bình được ký kết một năm sau đó. Cuộc chiến Chechnya lần thứ hai nổ ra vào năm 1999. Cuộc chiến còn có tên gọi khác ở Nga là chiến dịch chống khủng bố Chechnya. Là một chiến dịch quân sự được Nga tiến hành vào tháng 8 năm 1999 và tạm chấm dứt vào tháng 5 năm 2000 sau khi quân đội Nga tạm thiết lập quyền kiểm soát trực tiếp trên toàn lãnh thổ Chechnya sau khi thủ đô Grozny của Chechnya thất thủ và nước Cộng hòa Chechnya Iskaria, bị xóa bỏ. Tuy nhiên trên thực tế, phải đến ngày 16 tháng 4 năm 2009, Nga mới tuyên bố dừng chiến dịch chống khủng bố ở Chechnya kéo dài cả 10 năm trước đó. Sau khi Moscow tuyên bố chiến dịch chống khủng bố kết thúc và rút quân đội chính quy khỏi lãnh thổ Chechnya, giao quyền kiểm soát lại cho cảnh sát địa phương, sau đó Nga đã tạo những điều kiện tối ưu cho Chechnya tái thiết và bình thường hóa cuộc sống ở mảnh đất này. Sau khi Nga rút quân đội chính quy khỏi lãnh thổ Chechnya vào năm 2009, Khu vực Bắc Capca vẫn luôn tiềm ẩn tình trạng bất ổn với các vụ khủng bố liên tục hoành hành. Khu vực này từng bị đặt vào tình trạng báo động với sự hiện diện của Tổ chức Hồi giáo Cực đoan Emirates Capca, Tiểu vương quốc Capca do Dokku Umarov, người được mệnh danh là Laden vùng Capca, làm thủ lĩnh. Umarov sinh năm 1964 ở miền nam Chechnya, được miêu tả là sinh ra trong một gia đình có học thức. Trung khủng bố này bắt đầu có những hoạt động chống lại sự cai trị của chính quyền Nga kể từ khi nhà lãnh đạo Boris Yeltsin gửi quân đến khu vực hắn sống năm 1994. Năm 2007, Umarov từng tuyên bố mạnh mẽ trên một website thánh chiến Chechen rằng số phận của tôi trở thành người lãnh đạo Jihad, tôi sẽ lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của Jihad theo lời trích dẫn của Thánh Allah. Umarov là kẻ chủ mưu và trực tiếp tham gia nhiều vụ khủng bố đẫm máu trên khắp lãnh thổ Nga, gây thương vong cho hàng trăm người, chủ yếu là người dân thường. Umarov tổ chức thực hiện rất nhiều vụ khủng bố, bắt cóc tống tiền. Umarov đã chỉ huy tổ chức hồi giáo cực đoan Emirates Kapka thực hiện tổng cộng hơn 900 vụ tấn công khủng bố ở Nga từ năm 2009 đến năm 2014 nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom một tàu cao tốc chở 661 hành khách từ thủ đô Moscow tới thành phố Saint Petersburg năm 2009, khiến 27 người bị cướp đi sinh mạng và 50 người khác bị thương. Chỉ từ năm 2002 đến năm 2004, hàng chục vụ bắt cóc tống tiền và khủng bố do Umarov chỉ huy đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người và cũng chừng ấy người bị thương. Trong đó, vụ bắt cóc 1.127 thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh ở một trường học ở Beslan vào tháng 9 năm 2004 do đích thân Umarov trực tiếp tham gia. Tháng 8 năm 2013, phiến quân Chechnya bất ngờ thông báo đốc cụ Umarov đã qua đời ở tuổi 49. Dù chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự qua đời của Umarov, song điều này có thể khép lại một thời kỳ sợ hãi và bi thảm đối với nhiều người dân Chechnya và người Nga. Mặc dù Nga tiêu diệt thành công những chiến binh Chechnya hàng đầu như là Samin Baistaev, Inon Abu al-Hudani, Abu al hay là Doku Umarov, các phần tử nổi dậy vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bị săn đuổi khỏi vùng Kafka, hàng trăm chiến binh Chechnya với xu hướng Hồi giáo Wabit cực đoan đã tìm đến hàng ngũ của tổ chức IS tự xưng ở Iraq và Syria. Những chiến binh người Chechnya không phải là nhóm lớn nhất trong số hàng ngàn chiến binh người nước ngoài tại Syria, nhưng họ đóng một vai trò lớn hơn bình thường. Dài dặn sau nhiều năm chinh chiến với lực lượng của Nga, nhiều người Chechnya cầm đầu những chiến tích lực lẫy của nhóm IS khắp Syria và Iraq, theo Lê Mông. Đó có thể là Oman al Chechani. Oman, người Chechen, tên thật là Takhan Bistarasvili, 28 tuổi, thủ lĩnh các chiến dịch quân sự của IS Omar được cho là nhà hoạch định chiến dịch xuất sắc là yếu tố hạt nhân của cuộc tấn công vào Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq đã rơi vào tay IS chỉ trong vòng chưa đầy một tuần hồi đầu tháng 6 năm 2014. Omar lớn lên ở thung lũng Pakistan, con đường tiếp tế và căn cứ hậu cần của các chiến binh Chechen trong hai cuộc chiến chống lại quân đội Nga, được đào tạo trong quân đội Georgia. Oma Ochichani, người đã truyền tư tưởng cực đoan trong thời gian bị giam tại nhà tù Georgia vì tội danh tàng trữ vũ khí trái phép. Năm 2012, Oma mãn hạn tù và ngay lập tức đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là Syria. Không trực tiếp tham chiến nhưng rõ ràng Oma là một hệ lụy của cuộc chiến Chechnya. Trở lại vụ khủng bố ở Pháp ngày 12 tháng 5, cảnh sát nước này cho biết thủ phạm Azimov có tên trong danh sách đen bị nghi là phần tử cực đoan. Azimov, 20 tuổi, là một công dân Pháp sinh ra ở Chechnya. Hắn cùng cha mẹ đến Pháp định cư từ những năm 2000. Gia đình Azimov sống ở thành phố Nai trước khi dọn đến Strasbourg, nơi có cộng đồng Chechnya đông đảo. Gia đình xin tị nạn nhưng ban đầu bị từ chối, đến năm 2004 thì được cấp quyền tị nạn. Cha Amimov không được cấp quốc tịch Pháp sau khi ly thân với mẹ hắn. Giờ đây cặp vợ chồng tái hợp dọn đến nhà mới ở quận 18 Bắc Paris. Azimov cùng mẹ được cấp quốc tịch Pháp năm 2010 và năm 2016, hắn bị lực lượng cảnh sát chống khủng bố đưa vào danh sách đen 20.000 nghi can cực đoan, có thể là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Cảnh sát nói từng thẩm vấn Azimov về những mối quan hệ của hắn, chứ không về hành vi và nhấn mạnh trong cuộc sống đời thường và trên mạng xã hội, hắn không có dấu hiệu cực đoan, không có tiền án tiền sự. Azimov gây tội ác lúc 20 giờ tối ngày 12 tháng 5 theo giờ Paris ở gần nhà hát Opera Grenier, nổi tiếng các nhân chứng cho biết thủ phạm mặc trang phục màu đen vừa hô vang Allahu Abda đấng Allah vĩ đại theo tiếng Ả Rập, vừa vung dao đoạn xạ dạ, vào 5 người đi bộ trên đường rồi bỏ chạy. Vài phút sau, cảnh sát lao đến, hắn phóng tới dọa họ và bị cảnh sát tiêu diệt. Vụ khủng bố này đã khiến một người mất mạng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Giras Colom cho biết nạn nhân xấu số, số là một thanh niên 29 tuổi, trong khi bốn người bị thương đều thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Nhóm IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công và cho biết thủ phạm là một trong các chiến binh của chúng nhưng không đưa ra chứng cứ chi tiết về thân nhân thủ phạm. Thủ phạm thực hiện tội ác nhằm đáp ứng lời kêu gọi người ủng hộ chúng tấn công các nước đánh bom lãnh thổ của chúng ở Syria và Iraq. Pháp thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đang đánh đuổi bọn cực đoan khỏi Syria và Iraq. Pháp cũng can thiệp ở Mali để đẩy lùi phe hồi giáo nổi dậy ở đất nước thuộc Tây châu Phi này. Sau khi rút quân năm 2009, Nga đã tạo ra những điều kiện tối ưu cho Chechnya tái thiết và bình thường hóa cuộc sống ở mảnh đất này. Diện tích Chechnya khá rộng với hơn 16.000 km vuông, nhưng dân số chỉ gần 1,4 triệu người. Chechnya có mật độ dân cư thưa thớt, cùng với thủ phủ Gronzy, Chechnya chỉ có 3 thành phố lớn nữa. Nguồn thu chính của đất nước là dầu mỏ và nền kinh tế dựa trên cơ sở của một số ngành như là năng lượng chế tạo máy, công nghiệp chế biến nông sản, du lịch, công nghiệp và vật liệu xây dựng, giáo dục và y tế. Chechnya có vị trí địa chính trị rất quan trọng của cả một tuyến đường xuyên các ca và tâm điểm nối các vùng, các quốc gia trong và ngoài Liên bang Nga. Giờ đây, đi trên đường phố Rony, cảm nhận rõ nét nhất là sự bình yên, an ninh an toàn đã trở lại. Người dân đã yên tâm và đã quen với cuộc sống hòa bình. Khủng bố đã được đẩy lùi. Với người dân Chechnya, nhiệm vụ của họ tự đặt ra cho mình giờ đây phải là làm nhiều hơn nữa để làm sao nhanh nhất xây dựng, phát triển nước Cộng hòa cho sánh kịp với mặt bằng chung của Liên bang Nga. Video của kênh TV24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!